hay lắm. Cuối cùng võ khoa khảo thí đã giúp triều đình chọn ra 6 vị võ tiến sĩ. Địch Cơ mật sứ vất vả cho khanh rồi. Thần không nhục sứ mệnh. Tên gian tế khiết đan đó có gây ra bất kỳ phá hoại gì không? Không có. Người do Bao đại nhân đặc phái theo dõi phát hiện hắn. Tuy không bắt được hắn, nhưng hắn cũng không thể làm được gì hết. Dễ dãi cho hắn. Hoàng thượng, 6 vị tân khoa tiến sĩ đều là thiên tử môn sinh. Hoàng thượng muốn triệu kiến không? Tất nhiên là trẫm phải gặp rồi. Hoàng thượng, triều đình sẽ phong quan bái tướng cho họ. Sao hoàng thượng không chờ đến hôm đó triệu kiến luôn? Cũng được. Cơ mật sứ thay trời chủ khảo, được xem là ân sư của chủ khảo họ. Khanh cứ thay trẫm tiếp kiến chúc mừng họ đi. Thần tuân chỉ. Môn sinh khấu tạ ân sư. Tất cả đứng dậy đi. Tạ ân sư. Tất cả các cậu đều ở tại trong viên quán, chờ sau khi triều đình phong quan bái tướng, hoàng thượng sẽ tuyên các cậu tiến điện để tạ ân. Bổn tọa về phủ trước, cung tống ân sư. Các võ cử nhân khác đều đi khỏi di quán. Trong đây ngoài người của binh bộ ra, chỉ còn lại các cậu thôi. Bắt đầu từ bây giờ, tự do ra vào, không bị hạn chế. Các cậu có thể đi về được rồi. Rõ. Đại nhân, Tiếu Thạch đến rồi. Hắn đang ở đâu? Đang chờ ngài trong phòng. Hay lắm, rốt cuộc chúng ta đã đậu võ tiến sĩ. Chỉ chờ bái tướng thôi. Tôi đã nói rồi, huynh sẽ làm được mà. Sau này chúng ta còn phải đấu lại một trận. Cuộc thi đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. Có. Chúng ta cần phải phân thắng bại. Người này thật là vô lý. Huynh cứ mặc kệ hắn được rồi. Không sao đâu, tôi vốn không đấu với hắn. Tên tiểu tử này thật là kiêu ngạo. Hay lắm. Nó không khiến đệ thất vọng. Cuối cùng đã đậu võ Trạng Nguyên. Một chuyện không được thuận lợi. Hắn và Quý Lỗi chỉ hòa nhau thôi. Từ đầu đệ đã lo ngại Quý Lỗi. Hắn quả nhiên là đối thủ khó chịu. Điều tra về tẩy của người đó, sớm muộn hắn cũng gây rắc rối cho chúng ta. Đã thi xong rồi, Dương gia còn kêu tôi đối phó hắn sao? Không phải bây giờ, mà chờ khi hắn trở thành rắc rối. Ngươi không hiểu rõ hắn đâu có được. Được. Vì thân phận hiện nay của đệ là giáo đầu từ chỗ khác điều đến. Trước khi triều đình phong quan bái tướng, các cậu phải hiểu rõ quy chế triều đình và thương quy trong quân. Tiểu Thạch, có mặt tướng. Tiểu tướng quân là giáo đầu của binh bộ, sẽ do ngày ấy nói rõ với các cậu. Tham kiến tiểu giáo đầu. Miễn lễ. Thuộc hạ đã nói với họ rồi. Mấy ngày qua, thừa cơ hội tiếp xúc Quý Lỗi nhiều hơn, để thăm dò tình hình của hắn. Tốt. Bốn người còn lại cũng không thể coi thường. Tìm hiểu rõ tình hình của họ. Sau này có thể dùng được thì dùng, không dùng được thì tìm cách loại trừ, phòng khi họ phản ta. Rõ. Theo thông lệ xưa nay, tân khoa Trạng Nguyên đều đến phủ đệ của quan chủ khảo để làm tạ lễ. Thuộc hạ có cần sắp xếp cho Lăng Dân đi gặp hắn không? Địch Thanh chuộng tài năng, nếu hắn thưởng thức Lăng Dân sẽ giúp được cho kế hoạch của chúng ta. Đích thân tôi dẫn hắn đi. Dương gia hỏi tôi nghĩ sao về Địch Đình sao? Đúng vậy, còn phải nói đúng sự thật. Chúng tôi chỉ gặp nhau ba lần thôi. Gặp nhau ba lần đã đủ. Cậu không biết cô ấy thích cậu sao? Dương gia, tôi chỉ hỏi cậu nghĩ sao gì cô ấy. Nói. Đúng là tôi cũng thích cô ấy. Tôi hứa tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy cậu định xử lý chuyện này ra sao? Chúng tôi không gặp nhau nữa. Nếu cô ấy đến tìm cậu thì sao? Tôi nghĩ cô ấy không đến đâu. Đến.
Cô ấy cởi mở không thua kém đàn ông, nhất định sẽ chủ động đến tìm cậu. Tôi sẽ không gặp cô ấy. Không, cậu nhất định phải gặp. Dương gia, tôi muốn trước khi bái tướng, bằng mọi khả năng cậu phải tiếp cận cô ấy, thậm chí làm chồng cô ấy, làm rể của Địch Thanh. Địch Thanh là cơ mật sứ, nếu cậu làm con rể của hắn, cậu nhất định sẽ được trọng dụng. Cậu nhờ mối quan hệ đó có thể dễ dàng đạt được mục đích của chúng ta, sao lại không làm? Dương gia, ngài muốn tôi lợi dụng Địch Đình để hoàn thành nhiệm vụ sao? Sao lại không được? Đây là cơ hội trời ban, sao lại bỏ lỡ? Sao đây? Cậu không đồng ý à? Tôi đồng ý. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Được. Đây mới là con cháu của dũng sĩ người khiết đan chúng tôi. Cơ mật viện kêu đại nhân khảo sát 6 vị võ tiến sĩ trong vòng 7 ngày rồi thưởng báo sau. Dương gia, đây là cơ hội hiếm có từ trên trời rơi xuống. Nếu tranh thủ trong 7 ngày, chúng ta lại quan hệ với họ, thêm được người nào hay người đó. Một khi hai nước giao chiến, lâm trận bỏ theo ta, không phải chỉ có mình Lăng Dân đâu. Tiểu Thạch, Dương gia, phải tùy theo ngài có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu biết rõ bối cảnh xuất thân của họ, sẽ dễ dàng tìm thấy nhược điểm của họ hơn. Ta cũng sẽ cung cấp hồ sơ học tịch của họ để cho đệ tham khảo. 7 ngày thời gian qua rất nhanh, người phải nắm bắt cơ hội biết chưa? Rõ. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tôi cứ nghĩ cuộc chiến này có thể tránh khỏi không? Không tránh khỏi được. Không phân thắng bại, tôi sẽ không dừng lại. Như vậy huynh không sợ gây chú ý của người khác sao? Cuộc thi đã kết thúc, chúng ta đều là võ tiến sĩ chờ bái tướng. Tỷ võ so tài có ai cấm được? Thôi được, vậy chúng ta đấu cho ra kết quả đi. Dừng tay! Giáo đầu, ai cho phép các ngươi tự đánh nhau? Giáo đầu, chúng tôi chỉ trao đổi võ công thôi. Giáo đầu, chúng tôi chỉ đủ rồi. Cậu đi theo tôi. Sau này có dịp chúng ta sẽ đánh tiếp. Giáo đầu, chúng tôi trao đổi võ công không có gì phạm pháp. Tôi biết. Cán đao của cậu có phải khảm hạt Dạ Minh Châu không? Đó là kế sách. Tôi tận dụng ưu thế về mặt binh khí. Tôi không có lỗi. Tôi không truy cứu cậu đúng hay sai. Tôi chỉ muốn biết cây đao có khảm Dạ Minh Châu của cậu từ đâu mà có được? Do cha tôi để lại. Thật sự do cha tôi để lại trước khi chết mà. Ông ấy chết rồi.
Thật ra cậu họ Quý hay là họ Lý? Cha cậu là Lý Kỳ. Ông... Cậu đừng sợ, tôi chỉ nhận ra cây đao này thôi. Trên đời này chỉ có mình tôi biết được cây đao này là của ông ấy. Ông... Tại sao tôi biết? Tại vì hạt dạ Minh Châu này do tôi biếu cho ông ấy. Ông là Tiếu... Tên tôi là Tiếu Thạch. 20 năm trước tôi tên Tiếu Võ. Là ông. Ông chính là Tiếu Võ thật sao? Đúng là cha cậu từng kể cho cậu nghe về tôi. Năm xưa chúng tôi từng chiến đấu với nhau. Tôi có được hạt dạ Minh Châu này. Và ông ấy đã cứu tôi. Tôi đã biếu hạt dạ Minh Châu này cho ông ấy, khảm trên cây đao này. Từ nhỏ cha tôi đã nói với tôi phải trở thành võ tướng của nước Tống. Cha nói đến lúc đó sẽ có người xuất hiện giao nhiệm vụ cho tôi. Nhưng mà chúng tôi đã mất liên lạc nhau. Rốt cuộc hai cha con cậu đã đi đâu? Và tại sao ông ấy lại chết? Năm xưa quan phủ đòi bắt cha tôi, cho nên chúng tôi đến làng chài ven biển. Năm tôi chào đời, tung tích chúng tôi bị người ta phát hiện. Cha và mẹ liều chết để cứu thoát tôi. Tôi không biết nên đi tìm ai, chỉ có thể đến tham gia võ khoa này thôi. Được, bây giờ cậu có thể yên tâm rồi. Chúng ta có thể bắt đầu triển khai kế hoạch 20 năm trước. Chỉ có mình ông sao? Không, còn một số người mà cậu không thể nào ngờ được. Quý lỗi khấu kiến Dương gia. Đứng dậy đi. Tạ Dương gia. Cha cậu mất tích nhiều năm, cậu vẫn trưởng thành nên người. Đúng là mất đi lại tìm lại được. Quý lỗi chờ Dương gia phân công nhiệm vụ. Tốt. Kế hoạch ban đầu của tôi, con cháu của Khiết Đan dũng sĩ đều có thể trở thành võ tướng chủ lực của Đại Tống. Lúc hai nước xảy ra chiến tranh tại biên ải, lâm trận quay về thì ta cho họ một đòn không kịp trở tay. Sau đó dẫn binh quay lại, tiến thẳng đến phủ Khai Phong. Như vậy giang sơn Đại Tống sẽ lọt vào tay của chúng ta. Nhưng mà ông trời không theo ý của ta. Con cháu của thập đại dũng sĩ nay chỉ còn lại các cậu thôi. Nhưng mà nhất định có thể gây ra tác dụng đáng kể. Dương gia nói Dương gia gồm hai người. Đúng vậy, là cậu và Lăng Dân. Lăng Dân, võ công của nó do tôi dạy. Nó cũng giống như cậu, cha mẹ đều qua đời. Các cậu đều là then chốt trong kế hoạch của chúng tôi, cho nên không được xích mích với nhau nữa. Võ khoa khảo thí của Đại Tống, Trạng Nguyên và Bản Nhãn đều là dũng sĩ của Khiết Đan ta. Đại Tống họ đúng là hết nhân tài. Quý lỗi, thì ra huynh cũng là người nhà sao? Chúng ta chỉ có chung nhiệm vụ thôi. Huynh nói vậy là ý gì? Ý tôi nói, có cùng nhiệm vụ không thể thay đổi quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta không thể trở thành bạn được. Quý lỗi, một khi có cơ hội, ta vẫn phải phân thắng bại với ngươi. Lăng Dân, hắn lại làm gì huynh vậy? Không có gì, hắn chỉ muốn tái đấu với tôi một trận thôi. Đấu thì đấu, tôi khẳng định huynh không thua hắn đâu. Tôi vốn không coi trọng hơn thua. Huynh tìm tôi có chuyện gì? Là Diệp đại nhân tìm huynh. Địch Thanh phái người đến báo, kêu cậu đến phủ đệ của hắn. Hình như cậu không ngạc nhiên. Hôm qua cô ấy có tới tìm tôi. Cô ấy chủ động tìm cậu. Vậy cậu nắm chắc cơ hội này rồi. Dương gia, cô ấy tìm cậu làm gì? Lăng Dân, mục đích duy nhất mà cậu sống trên đời là hoàn thành nhiệm vụ. Đứng trước mặt tôi, không có gì phải giấu giếm hết. Cô ấy nói đã mang chuyện của chúng tôi kể cho Địch Thanh nghe rồi. Địch Thanh kêu cậu đến nhà là vì chuyện này. Nhớ kỹ, bằng khả năng lớn nhất lấy lòng của hắn, bằng mọi cách khiến hắn đón nhận cậu làm con rể của hắn. Cậu hiểu chưa? Đi mau. Sau khi quay về lập tức hồi báo. Rõ.
Dương gia, hình như hắn tỏ ra phản cảm đó. Phản cảm cũng chẳng được gì, hắn biết nên làm thế nào mà. Hay lắm. Một khi trở thành con rể của địch Thanh, kế hoạch của chúng ta dễ dàng thực hiện. Ông trời cũng giúp khiết đan chúng ta. Lăng Vân, cậu không làm cho tôi thất vọng. Dương gia, bản đề cử bái tướng có thể nâng cao mức đánh giá về Lăng Vân. Tôi tin địch Thanh sẽ không phản đối đâu. Đúng vậy, chỉ cần Lăng Vân nhận trọng trách trong biên phòng, nhất định có thể triển khai bố cục hữu hiệu nhất. Sư phụ, với võ công của con, không thể đến giờ mới phát hiện ta. Đủ thấy con đã đánh mất sự cảnh giác rồi. Sư phụ, con rốt cuộc con bị sao vậy? Không có gì, tại con nhất thời mất tập trung. Con biết con không thể qua mặt được ta, sao không nói thẳng đi? Sư phụ, 20 năm đã qua rồi, sư phụ vẫn chấp nhận vì chuyện năm xưa mà trả bất kỳ cái giá nào sao? Tất nhiên, ta là dũng sĩ khiết đan, ta mãi mãi cũng không quên nhiệm vụ của bản thân mình. Ta có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Con là con trai của dũng sĩ khiết đan, tất nhiên cũng phải làm được như vậy. Sư phụ, khiết đan là như thế nào? Ý con là sao? Chưa được 6 tuổi con đã đi khỏi khiết đan. Trong đầu của con hoàn toàn không có chút nào ấn tượng hết. Nhà con ở đâu? Ở đó có những người nào? Thậm chí con không biết tiếng nói của khiết đan. Con có thể coi như là người của khiết đan sao? Tất nhiên con là người khiết đan rồi. Con mang dòng máu của người khiết đan, nhưng con trưởng thành tại nước Tống. Khu núi Thái Nguyên là nhà của con. Con nổi tiếng của nước Tống, mặc trang phục của người nước Tống, sống cuộc sống của lão bá tánh nước Tống. Con học thư tịch binh pháp của nước Tống, tham gia võ khoa khảo thí của nước Tống. Sư phụ, con như vậy mà là người khiết đan sao? Đây là những việc con cần phải làm để hoàn thành kế hoạch năm xưa của Dương gia, và cũng là nguyên do cha mẹ con dẫn con đến nước Tống. Con không thể quên di nguyện này. Con không quên. Con chỉ muốn làm sáng tỏ. Con không hiểu tại sao con phải làm như vậy. Lăng Vân, con có biết con vừa nói gì không? Chẳng lẽ con muốn phản bội tổ quốc của mình, phản bội cha mẹ của con sao? Không, con chỉ muốn làm sáng tỏ. Sư phụ dạy võ công cho con và nghiêm ngặt đôn đốc con. Cha con mất sớm, sư phụ như cha của con vậy. Con chỉ hy vọng sư phụ giúp con giải được nghi vấn trong lòng. Được. Rốt cuộc cái gì khiến con bối rối? Con nói cho ta nghe. Điều con bối rối là, nếu con không phải người khiết đan, nếu không có cái gọi là kế hoạch của Dương gia 20 năm trước, vậy cục diện hôm nay nó lại như thế nào? Con nói đi, nó sẽ là cục diện như thế nào? Con khổ luyện võ công 20 năm và học thuộc binh thư, trải qua hương thí, trở thành võ cử nhân, sau cùng tham gia võ khoa khảo thí, rồi chờ phong quan bái tướng. Nó đối với bất kỳ một thanh niên một lòng tòng quân báo quốc như con đây, đều là do ông trời chiếu cố và hằng mong ước như vậy. Đúng rồi, đây là kết quả mong muốn của tất cả những người tập võ. Sau đó gặp được cô gái mình yêu thương, được lấy cô ấy làm vợ. Nhạc phụ đại nhân lại là cơ mật sứ người nắm quyền trong triều. Sau khi bái tướng, được triều đình trọng dụng là lẽ đương nhiên. Từ đó sẽ trở thành một bậc danh tướng, bảo vệ cương thổ lừng danh thiên hạ. Con đã thề độc cây trước mặt địch đình cô nương. Nếu con phản bội cô ấy, con chấp nhận chết với cây thương của con. Lúc bây giờ con thật sự nghĩ như vậy. Nhưng mà sau này con phải phản bội ả? Tại vì con là người khiết đan, con đang nắm trọng trách và nhiệm vụ do Dương gia giao cho. Lúc con chấp nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ trái với lời thề do con đưa ra với ả.
Sư phụ, chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Không thể. Đó là số phận của con. Số phận mãi mãi không thể thay đổi được. Nếu niềm tin con bị lay động, con chỉ có lỗi với cha mẹ con, đồng thời cũng đánh mất địch tình, đánh mất tất cả những gì con vừa nói. Con đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng không nên bị tình hình trước mắt ảnh hưởng. Bây giờ mọi chuyện tiến hành khá thuận lợi, ta tin chắc đều sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Bối rối trong lòng con đã được tháo gỡ chưa? Để nói Lăng Vân có vấn đề sao? Không thể nói là có vấn đề, chỉ có thể nói là nó bắt đầu bối rối. Như vậy đâu có được. Nay nó là then chốt của kế hoạch chúng ta. Một khi xảy ra vấn đề, tâm huyết 20 năm đã biến thành mây khói. Đi, theo ta gặp Dương gia. Đại ca, không nên cho Dương gia biết. Tuy Lăng Vân có chút thiếu ổn định, nhưng mà để vẫn chế ngự được. Nếu cho Dương gia biết, chỉ khiến thêm phiền não thôi, chẳng mang ý nghĩa gì hết. Để khẳng định có thể chế ngự Lăng Vân sao? Được. Tốt. Nhưng chúng ta vẫn phải đi gặp Dương gia. Biên giới có chút vấn đề, ta không thể yên tâm. Viên Kiệt đã điều những người do ta cấm vào đó đi khỏi biên phòng sao? Phải. Thuộc hạ trở về binh bộ nghe được tin tức này. Hắn điều bao nhiêu người? 5 quân đoàn. Điều đi chỗ nào? Gần lộ giới của kinh thành. Có hành động gì không? Hết rồi. Lý do điều động là gì? Hắn nói cho 30 vạn quân thay phiên nhau nắm rõ tình hình của địch. Không sao. Tôi đánh giá Viên Kiệt không sai chút nào. Điều binh khiển tướng, nắm bắt tuyệt đối chính xác. Thay phiên canh phòng, để binh sĩ nắm bắt tình hình, chuẩn bị ứng biến, chứ không phải nhắm vào chúng ta đâu. Nhưng mà hắn điều hết 5 quân đội của chúng ta, đó chỉ là trùng hợp thôi, không nên quá căng thẳng. Giả lại họ vẫn còn nằm trong chấn Bắc Đại quân, khi nào cần vẫn tận dụng được. Còn tình hình gì khác không? Hết rồi. Vậy hãy tiếp tục dồn công sức vào 5 võ tướng sĩ còn lại, cố gắng giành họ về phe của chúng ta. Rõ. Triển đại ca, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Không có. Chẳng hay Triển đại ca đang bận công việc sao? Đúng là tôi đang bận công việc, cho nên ngày mai không thể thấy cậu được phong quan. Trước khi trở về muốn qua gặp cậu. Triển đại nhân muốn nghe địch đại nhân nói, sau khi cậu được phong quan sẽ xin hoàng thượng tứ hôn cho cậu và địch đình. Phải. Địch đình gọi tôi bằng đại ca, tôi rất thương cô ấy, cho nên có vài lời muốn nhắn với cậu. Địch đình là con nhà tướng, cổ rất kén chọn, được lọt vào mắt xanh của cô ấy là phúc phần của cậu. Tôi hiểu. Nhân phẩm và võ công của cậu đều rất tốt, rất xứng với cô ấy. Triển đại nhân quá khen. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, không được phụ lòng cô ấy, cũng đừng khiến cô ấy chịu thiệt. Hy vọng sau khi tôi hồi kinh, hai người đã là vợ chồng của nhau rồi. Triển đại nhân yên tâm, tôi sẽ làm được. Vậy thì tốt. Ngày mai còn phải trổ tài trước mặt hoàng thượng. Tôi chỉ là giao đấu bình thường, nhưng đừng xem thường quý lỗi. Đừng bao giờ làm nhục danh hiệu võ trang nguyên của mình trước mặt hoàng thượng. Được, đa tạ Triển đại nhân. Hai cây thương này đã bao lâu để không sử dụng rồi? Từng đấu với Triển Chiêu một trận, nhưng mà chưa phân thắng bại. Vậy là đệ hơn ta rồi. Ta hầu như không còn nhớ nên sử dụng thế nào. Đại ca, huynh định sử dụng tụ trung kiếm. Mọi sự đều phải có sự chuẩn bị vẹn toàn. Không may cách ba người đều thất bại, sẽ không ai ngờ ta vẫn còn cây kiếm này. Cho dù chúng tôi có thất bại, huynh cũng không thể lộ thân phận. Sau này còn phải nhờ huynh làm nội ứng trong nước Tống. Không. Tôi đã đưa tin về Khiết Đan rồi. Một khi hoàng đế nước Tống bị giết, họ lập tức phái binh. Bây giờ cần phải liều một phen, nhất định phải được thành công. Đại ca, huynh có biết, không cần biết có thành công hay không,
Chúng ta đều khó mà thoát thân được. Chuyện đó tất nhiên ta biết. Ta chứng kiến kế hoạch 20 năm sắp bị phá sản. Nay chỉ còn lại một cơ hội này. Dù phải liều một phen, ta nghĩ cũng đáng mà. Được, huynh đệ chúng ta cùng ra chiến trường. Sáu vị khanh gia được tuyển chọn từ 30 vị võ cử nhân, từ nay về sau đầu quân cho Đại Tống, đền ơn cho triều đình. Trẫm vô cùng hài lòng cho sự thể hiện của các khanh. Lát nữa trẫm sẽ phong quan bái tướng đối với các khanh. Tạ hoàng thượng long ân. Bình thân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cơ mật sứ. Có thần. Khanh nói cho trẫm chứng kiến võ công của họ, có thể bắt đầu rồi. Thần tuân chỉ. Lăng Vân quý lỗi. Có. Các cậu may mắn được thể hiện ngay trước mặt hoàng thượng. Hãy trổ tài đi. Rõ. Cần phải chú ý chỉ phân thắng bại, không được làm trái. Dạ rõ. Bốn người còn lại đứng dậy theo ta. Rõ. Bắt đầu. Nếu như có cơ hội, ta sẽ giết hắn. Không cần sư phụ ngươi ra tay. Đừng dư hơi nữa. Ra tay đi. Làm vậy là sao? Ta đã đổi ý rồi. Hộ giá. Yeah.
Ngươi đã làm hỏng đại sự. Chúng ta thương bại tổn cùng, không ai thắng ai. Lăng Dân, Lăng Dân, Lăng Dân. Trưởng đại nhân, tướng quân, Diệp Sâm là Dương gia khiết đan, Gia Lục Tông Sâm, tất cả đều là âm mưu của hắn. Lăng Dân, còn Tiếu Văn và đệ đệ của hắn, bọn họ đều là người khiết đan, và còn Quý Lỗi, cả tôi cũng vậy. Không, cậu khác với họ. Đúng, cậu khác với họ. Cậu là Võ Trạng Nguyên. Cậu vì cứu hoàng thượng mà tự hy sinh bản thân mình, là Võ Trạng Nguyên của Đại Tống. Tướng quân, nói lại với địch đình, tôi đã chết dưới thương của mình.